Năm đầu tiên vận hành tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông lỗ 54 tỷ đồng, cộng với các chi phí khác và khoản lỗ từ năm 2020, lỗ lũy kế hiện đã là 160 tỷ đồng. Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021 của Hà Nội Metro cho thấy, chi phí cho nhân công chiếm phần lớn cơ cấu chi phí khi vận hành đường sắt Cát Linh Hà Đông. Hà Nội Metro cũng lý giải, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đường sắt đô thị là lĩnh vực dịch vụ công nên giá do thành phố quyết định để khuyến khích người dân sử dụng, giảm dần phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường nên có phương án trợ giá. Tuy nhiên, Hà Nội Metro bắt đầu vận hành từ ngày 6 tháng 11 năm ngoái nên công ty chưa có trợ giá của thành phố.